làm sao vậy? Em bị làm sao? Em bị làm sao? Ê, sao anh này vào trong chậu à? Rét quá. Trời ơi, con này phải tiếc mưa rồi. Rét quá. Rét quá. Trời ơi, này phải hạt mưa. Ôi, cái ô này không phải của mình, cái ô này là của thằng cu. Không được nội ổn nó. Ô của mình thế này. Ô kép này. Đấy, ô của mình nó phải là ô hai lớp cái này mới là ô của mình chứ. Ô hai lớp của mình nè. Tiền đồ ơi, ơi tiền đồ ơi. Đâu mà không có tiền đồ. Cảm ơn thái đồ đồ. Ôi giời, rét quá. Rét quá. Mình đã che ô ở đây cho nó đỡ mưa, cho mưa, ô nó đỡ mưa này. Đỡ mưa. Như cái nỏ vi sóng ấy nhỉ. Cờ mình nó như cái nỏ vi sóng ấy. Ấm thế chứ nè. Mày có cái gì nướng được không? Mày cho cậu nướng. Chả có gì nướng được nhỉ. Chả có gì nướng được, chán quá. Không kiếm được cái gì để nướng. Rét quá. Không biết là trong này có gì nướng được không. Không có ai đâu. Nó mở cửa cho em các bác ạ. Cái gì ở đây ấy nhỉ? Cái cửa gì mà nó lại cứ tự nhiên nó lại cứ động mở được là thế này ấy nhỉ? Chả biết có cái gì ăn được không. Này bà vợ bà này bà đi vắng cho nên là mình phải tìm xem có gì ăn được không. Và chanh rồi. Rồi ơi, hên rồi, mình hên rồi, hên quá rồi, có khoai lang đây rồi, hên lắm. Lấy ba củ vô em chả biết đâu các bác nhỉ. Đấy các bạn, nướng khoai lang. Này là món quái khẩu của em. Này, mình không có gà, không có gì thì mình nhậu khoai lang. Nhậu khoai lang nướng ngon lắm. Ừ.
mình hoàn cảnh cho nên là cái ô nó có hoàn cảnh không sao. Mình là nhà mình rất nhiều ô nha, rất nhiều ô luôn. Khổ ta thế cuộc đời, người ta đi tầm này đi đây đi đó đi ăn nhậu đó kia, đầy mâm xôi cao cô đầy, mình đi ở nhà nướng khoai lang ăn khổ quá thôi. Em cứ uống dè đâu các bác ạ, uống dè rồi. Ê da, khoai lang nướng này thì nướng thật hết ý. Còn cứ mùa Tết này, 3 ngày Tết cái nướng chín của khoai lang là xong bữa. Cần quái vậy giờ, vẫn có rượu là được. Ba củ khoai lang, à, 9 củ 3 bữa, mỗi bữa 3 củ nữa nè. Cũng là xong bữa cái Tết nè, có gì đâu. Người ta mâm cao thế mà thôi, cũng có 3 ngày Tết, ngày thường mình ăn cho chán đi, ngày thường mình đến hàng xóm mình ăn cho chán đi, ngày Tết cần gì phải ăn. Ông thông già nãy mời đấy rồi, ông thông già nãy keng đấy rồi. Này nên nhờ ông thông già ăn. Bao giờ mình giàu thì mình mời ông ấy sao. Bây giờ mình đang hoàn cảnh, mong ông thông cảm. Ông thông gia, hai ông thông gia thông cảm cho tôi nha. Năm nay tôi khó khăn, tôi hoàn cảnh quá, tôi chả gọi là các ông. Mà các ông gọi tôi không thể từ chối. Mở máy giặt kiểu gì các bác nhỉ? Không mở được nhỉ? Đây rồi các bạn, em rất thông minh. Đúng, máy giặt cửa ra bé tí đấy các bác ơi, em thông minh không? Em tìm ngay được cửa máy giặt ra nha. Đấy, phơi áo cho con trai yêu của em. Úi giời ơi, con trai yêu cả bố, yêu con trai yêu cả bố quá. Như bé như chả bao giờ biết máy giặt là gì. Hôm nay là vợ bà vào ở nhà phơi quần áo không lấy được nữa rồi. Khổ quá các bác ạ, không lấy được nữa, không lấy được ra nữa, thôi chả cần. Đại bảo coi như làm mình cũng đã nên phơi quần áo. Các bạn em thông minh không? Em biết mở cả máy giặt. Xem năm nay bà vợ bà mua cho mình là cái gì chưa, cái áo nào chưa. Đây không phải của mình chứ, bé tí này có bà chỉ vừa cái ông Giang. Không phải, xem trong này. Trời ơi, ui trời, hợp em và các bác, rất hợp luôn. Năm nay bà vợ em không kiếm ăn được nhưng mà con hiểu ý ra phép. Năm nay em tròn năm chục, cho nên vợ em mua cái áo nồi cho em mặc các bác nhá. Mà năm nay là Tết này bố em lại được mừng thọ nữa, cho nên là một cái áo này để mà nên vào mừng thọ ông bố em nha các bác nhá. Hồi cất vào đây đã, cả bây giờ nó biết thì chết đấy. Về nó bảo mình tò mò, bạn là mới đi làm sao về mà về nhà là cái gì cũng nụt nọi, khổ thân các bác nhỉ. Bây giờ em xuống để em ăn khoai nướng với nhóm rượu. À chết, vẫn phải vào thăm khu tâm linh các cụ đã, xem thế nào đã.
Các cụ có nhà không? Các cụ, con chào các cụ. Các cụ có nhà không? Ôi giời, vâng vâng, con vào luôn ạ. Vâng ạ, để con đi lấy cái chổi cụ nhá. Con đi lấy cái chổi. Con bẩm cụ, các cụ ạ. Con này con mới về quê được 2 hôm. Con đi Cao Bằng về, hôm nay con về con dọn dẹp khu thờ cho các cụ nhá. Tê 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 đến rồi. Đã đến đâu? Tê tê sắp đến rồi. Các cụ ơi, năm ngoái tầm này thì lễ nghi đầy đủ rồi, nhưng năm nay con nghèo quá, con chưa có gì sắm đây cho các cụ. Ơi ơi, bụi bặm quá. Bụi bặm quá. Các cụ ơi, bụi bặm quá. Con xin được các cụ ạ, các vị trên toàn thế giới giúp đỡ cho con Hải Mập TV được thành công rực rỡ. Và con rất mong rằng các cụ công, các bà và toàn thể thanh niên nam nữ trên toàn thế giới vào kênh Hải Mập TV đăng ký follow kênh cho con và cho em và cho anh, để cho kênh Hải Mập TV được thành công rực rỡ, để Hải Mập TV có động lực để làm ra được nhiều video hay hơn. Chúc quý vị năm nay là năm mới an khang thịnh vượng. Còn bây giờ Hải Mập đi xuống để mà ăn khoai năng nướng với rượu đây. Ôi, rượu thích quá. Nghĩ rượu đã cháy rồi. Cái cửa này làm sao ấy nhỉ? Cái cửa này chứa vào nó đã tắt là sao ấy nhỉ? Buồn cười thế chứ này, cái cửa này là thế nào ấy nhỉ? Mà mình đã vào đâu mà nó lại tắt nhỉ? Mình chạy ra cái nào lại đóng cửa luôn là sao nhỉ? Từ từ đã nào. Từ từ đã. Anh ơi, khoai chín rồi. Anh thanh toán tiền xong cho đây để anh em mình nằm vài ly rượu. Ôi à. Ôi trời, khoai. Ôi trời. Khoai. Khoai là hình gì thế này? Chết rồi, ôi khoai là hình kiểu gì này. Rồi, ôi phải đi lấy nửa, đi lấy cấp cứu luôn. Nam bác ơi, khoai là hình gì thế nào? Ôi rồi, thôi chết rồi. Nó quen mới thành than rồi, nó thành thịt nướng, than nướng thịt mất rồi đấy. Ôi rồi khoai này. Khoai giờ thành than, thành cái cục nướng thịt rồi này. Ôi, các bác, ôi dồi khoai. Ôi dồi khoai đấy, khoai thành thịt nướng thịt rồi. Khoai. Ôi dồi, ôi dồi, quá. Ôi khoai. Ôi khoai. Ôi khoai nhẹ em này. Các bác, khoai em nướng thành bốc khói rồi. Khoai nướng của em. Ôi, em nướng nghệ thuật. Đấy. Đấy rồi. Đấy, khoai nướng bốc khói. Vẫn làm được đôi bi. Quan trọng là cái anh này nè. Đấy. Cảm ơn. Khoai. Khoai em nướng nó to mà giờ. Nó cứ như là cái con nó lắp con hến. Nhưng mà có ngon cà phê đấy các bác ạ. Nó dễ cho mồm.
Thằng thằng cá. À, hết mãi hả? Vẫn còn rượu mà. Trời ơi, còn chứ gì rượu. Này, con đã khổ khoai nhá, nhưng mà con biết chị. Thằng hàng xóm đâu rồi? Thôi gọi không sao, nó hết giờ này ở sang thì làm gì có gì mà ăn. Đấy, khoai ra nướng nghệ thuật này. Khoai nướng nghệ thuật này. Ăn khoai nướng à, nó cứ giòn tan. Giòn tan. Giòn tan. Ngon quá. Xem là hàng xóm đâu. Anh Hải, anh bị làm sao vậy? Anh bị làm sao? Anh bị làm sao? Sao chân chạy anh này vào trong chậu à? Anh thấy anh ngất từ nay đến giờ. Thì anh say lưng từ sớm mà. Anh nằm từ nay đến giờ rồi. Say lắm rồi, say. Anh đang say rồi. Ừ, và mà anh và chú không bao giờ thấy nhiều nha. Tôi mới uống cái bà nọ là sao? Bà nọ là say. Nằm từ nay không biết trời đất là gì. Không may là có chú về Kỳ Phương rồi. Chiều anh thành con ếch nữa. Giờ anh bỏ rượu. Anh uống rượu nữa là không biết là ai là ai. Tao uống rượu, tao run lại vậy. Chú không uống rượu rồi sao? Chú cứ run như cái con sâu đỏ thế. Em khác người là nó không là gì. Người không là gì thì chú là cái gì? Người không phải là người. Ô, chú không là người, chú là con gì? Cũng gọi là con ếch nhái nhảy tôm tôm. Ừ, anh em mình nhiều nhỏ ếch nhái nhé. Thôi đi đi.